Xin chào tất cả các bạn nhé. Anh em chúng tôi này đang hỗ chuẩn một cây phôi xanh năm điền ba vai rất là già, không biết là chủ vườn đi đâu rồi. Chân được rồi, chân đẹp rồi. Chân này dọn cho sạch. Bộ chân con này chỉ có dọn tí nhờ anh Phúc nhỉ. Theo chung bonsai thì có anh Phúc nhá, một trong những nhà vườn rất nổi tiếng của anh em Nga Sơn rồi. Đã lên trên kênh của Chung Bonsai rất nhiều và ông Vũ Sóng Hồng nhá. Đặc biệt là có một chàng trai trẻ đang có một vườn mẫu đơn đình đám của Nga Sơn, anh Hoạt Lê nhá. Đó, anh em mỗi người sắm cho mình một cái mũ nón rồi là nón lá. Buổi trưa vừa ăn xong là đang máu đấy. Riêng tôi uống hai lon Coca này là không biết là không say được. Dễ nổ lắm. Cơm no rồi là dễ nổ lắm. Cơm no rồi nhá anh em. Cây này thì không có tiền thì thôi, chứ có tiền thì phải đập nhá anh em nhé. Đập tứ diện cả bốn mặt được. Này tội gì mà đập đấy, sớm được gì. Loại đấy này rõ hết. Để nó nuôi bọn này thôi. Đấy. Đưa về cái này để làm anh cả trong mình làm gia đình. Đúng rồi. Đưa về làm anh cả trong gia đình nhá. Cái giá cụ thể như nào thì Chung Bonsai sẽ báo sau cho anh em xem tham khảo nhá. Một trong những cây xanh năm điền rất là già nổi hoa rồi. Quay sang tác phẩm bên cạnh nha, thì ông Vũ Sóng Hồng vừa nói là con này có cái giá khoảng độ 80 triệu. Con này đẹp nhưng mà hơi căng. Hơi ban căng nha. Cái giá này thì hơi ban căng với một cái phôi như này. Đây đường lắc nó đẹp nha. Cái đường lắc này này. Đây là mặt sau. Nếu mà nó ngược ở đây nữa, nó đang xuôi thôi mà lại thấy nó ngược vậy đó. Đang có cuộc hội thảo giữa các chị em và ông chủ ông áo trắng mua cây nhá. Thêm một lãnh đạo áo đen à, gần kính đen kìa. Tôi không biết là cụ thể thế nào thì tôi cứ theo các anh xem là tình hình. Những cái phôi đẹp à, giá trị là các anh che chắn rất là cẩn thận. Anh Hoạt thì anh đang có vẻ thích cái phôi này nha anh em nhá. Riêng anh Hoạt thì anh đang sở hữu trên dưới 50 cây mẫu đơn trong vườn. Rất là đẹp. Giá rất là phải chăng cho anh em nào yêu mến nhá. Thì anh em cứ liên lạc trực tiếp với anh Hoạt. Nắng quá. Chỉ ngắm phôi thì sướng. Cái phôi cứ 5-60 triệu. Lý do là mình chơi đâu rất là nắng nha anh em nhá. Một số các anh đã vào hết bên trong rồi. Đấy. Triển lãm có vẻ vắng, buổi sáng thì rất là đông. Quá nhỏ nhắn luôn. Xinh xắn đẹp đẽ. Xinh xắn đẹp đẽ. Đây này bắt tay anh này được. Chú ấn gần máy vào quay cho tí cái bành bành cái này tí. Nhưng mà xoay lại em tí.
Một tác phẩm này đã thuộc về anh em Nga Sơn rồi nhá. Rất là đẹp. Không biết giá trị là bao nhiêu thì để tí nữa hỏi cụ thể giá hơn nhá anh em nhá. Còn với một tác phẩm nhỏ nhắn thế này thì quá. Đấy, còn cho chai nước vào để so sánh nữa. Rồi rồi, cảm ơn anh nhá. Sang cái bán đá cho xem kìa. Mình bị bắt sảy ở Ninh Bình. À. Nắng thì rất to. Ông nào cũng đã choáng rồi nhưng mà vẫn đam mê cây. Vẫn máu. Nói chứ anh, mấy anh ở trên cái anh quá máu rồi nên là quyết định đi chọn cây. Tác phẩm mới bao vào đây chung ạ. Tác phẩm hoa giấy à? Sảnh giáng trực thông tin thì các anh mới mang vào. Chân vệ này hay chứ, vào đây anh Phúc này nó khác. Chỉnh sửa sạch này cơ bản là không ở cái ưu điểm cái này mỗi ấy, cái thân của nó ấy, thân nó bám nhiều. Nọc đúng không? Giờ nọc ra thì nó cũng lùn nữa. Sau này nếu mà đánh xuống một con là nó là con lùn đúng không? Giấy đỏ sắc pháo. Vẫn tham khảo phôi. Đây là ba cái phôi nhé, mà các anh vừa nghiên cứu ấy, thì anh em xem đi vào bên trong để ngắm một cái phôi. Nó không đỏ, nhiều cây không đỏ được nó đâu. Còn đây đi, nhiều cây không có dáng đỏ nó được đâu. Mỗi người một ý tưởng nha các bạn nhé. Thì không biết là như thế nào. Con này thì nó cũng tác phẩm mà sộp đấy. Một phút quảng cáo cho chỗ nào anh em Nga Sơn nhá. Anh Nghị anh kít rất là kêu lãnh đạo. Lãnh đạo này giận ghê ha. Đấy. Yeah. Hôm nào mình sẽ review một cái chương trình riêng dành cho anh Nghị nhá, một trong những người sưu tầm rất nhiều xe cổ, đặc biệt là những xe coupe và những cái xe gem. Vừa rồi một tháng anh giao dịch mấy cái chiếc xe gem rất cộng là thêm con anh, 18 con thôi nhá. Thì hôm nào anh em sẽ xem cụ thể nha. Rất là nhiều, còn trên dưới 50 con nữa. Anh em có thể tha hồ lựa chọn về Nga Sơn. Chúng tôi còn rất nhiều xe đồ quý nhá. Xe Việt cũng có, một xe Thái cũng có luôn.
không, vừa ăn một con xe Việt 50 triệu. Đấy nhá. Thì thông tin cụ thể như thế nào thì Trung Bonsai sẽ cung cấp cụ thể trên Facebook để cho anh em xem. Còn rất nhiều tác phẩm cũng như hàng xe cổ của anh Nghị nhé. Đấy, úi dồi, đây này còn kít kêu hơn. Cẩn thận về nằm ra đấy, anh em đưa về Nga Sơn được không nhá. Thấy hồng à? Anh đi được, rất ít hút. Nếu có. Còn một tay nào kia đang nắng 40 độ mà vẫn đang ra kìa nha anh em nha. Quá đam mê cây. Tuấn Mai nha anh em nhá. Thì không biết là có bắt được cây nào không thì Trung Bonsai đang rê máy lại nha. Anh nhìn cái con mà nó phải có cái gốc nó béo. Cái đây bên này à? Cây đây. Giá bao nhiêu đây anh? Nhà mình cũng xin dừng video ở đây để chuyển sang video thứ hai nhé. Còn rất nhiều tác phẩm đẹp để anh em đón xem nhé. Thì anh em vào xem kênh Trung Bonsai mà cảm thấy hay thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ để cho kênh Trung Bonsai được phát triển hơn nữa và nhận được video sớm nhất mà kênh Trung Bonsai quay gửi tới tất cả anh em. Xin thân ái chào tạm biệt. Đấy nha anh em nha. Có khả năng có giao dịch nha, nên là chúng tôi sẽ dừng video để chuyển sang video tiếp theo anh em đón xem nhé.